mình làm cuốn này ăn tạm đỡ đói bụng, mà chứ rồi ăn tiếp cái kia này. Này là nem à, không, chả lá lốt ha. Chả lá lốt nè, bánh hỏi nè, cà rốt nè, đồ chua đó. Cho cái lá này vào nữa. Thôi mời cả nhà nha. Anh, bên nhà mình cái này mình làm để mình ăn tráng á, cái này nó có lý nữa. Mời cả nhà ăn với gia đình nha. Ngon. Hello, xin chào cả nhà. Sáng hôm nay cả nhà soạn đồ để mà đi Canada. Đấy, đồ tất cả của mình. Còn chừng này, chỉ có hai cái này thôi, phải đi có mấy ngày à. Đi tới Niagara Falls với Toronto. Rồi, thì ơi, lên kêu mẹ coi. Rồi, lên kêu mẹ xong rồi ready đi coi. Rồi, gia đình xong xuôi, chờ vợ mình xuống rồi đi. Hôm nay khí hậu lạnh lắm nè, ở ngoài phải nói là đông đá đó. Sáng hôm nay như là bay mấy độ, hy vọng qua bên đó thì trưa trưa lại trời nó ấm ấm xíu để đi dạo rồi quay phim cho cả nhà xem nha. Rồi cả nhà đã sẵn sàng lên đường thì kéo vali ra con. Kéo vali ra. Giờ em order cà phê chưa? Order cà phê với là mua cho nó cái bánh với trái nước cam thôi. Bánh nước cam đó nó mua không được. Con mua ăn bánh chưa, con đói chưa? Okay. Cái gì đó trên đường ăn đi luôn. Mình làm ly cà phê. Ok, con kéo vali ra rồi đi con. Wow, sáng hôm nay gia đình đi ra khỏi nhà chạy trên đường đi ra nè, nhìn hai bên cây cối của cái trong xóm mình này, phải nói là quá tuyệt vời, quá đẹp, vàng xanh đỏ gì có hết. Order ly cà phê Starbucks để trên đường đi Canada lai rai. Thì vui không, thích đi Canada vui không? Có. Okay. Rồi mình đã có ly cà phê rồi với cái bánh cho thằng con mình. À, trước khi đi Canada mình làm đầy bình xăng này. Xăng bên Canada nó đắt gấp đôi nha. Cho nên làm đầy bình xăng đi cho chắc ăn. Rồi. Giờ chỉ có là một mặt lên đường đi tới Niagara Falls này. Đây chạy ra đó là hình như là 2 tiếng rưỡi gần 3 tiếng nếu mà mình không có dừng. Hy vọng mọi chuyện suôn sẻ. Ừ, bình thường chạy thông thả ngắm cảnh. Hẹn mọi người ở Canada nhé. Đang ở ngay cái cầu để chuẩn bị đi qua Canada, đổi tiền lấy tiền Canada qua Canada dùng, chứ không qua bên đó đổi đắt lắm. Hay là mua đồ bằng tiền đô đắt lắm. Đây là đứa đi phi Canada này. Đây. Đổi tiền qua tiền Canada. Này bán cũng đầy đủ nha, mỹ phẩm cũng có luôn nè. Có, bán hết. Mỹ phẩm với rượu. Ở đây mình mua là không thuế phải không? Không thuế. Nhưng mà đúng như là anh chỉ được mua một cái một ngày. Mình mua một cái một ngày thôi. Bia rượu gì có hết nha. Đây là các cái quầy rượu này. Hennessy. Cái đó là cái gì? Kẹo á. Mà cái này kẹo. Hà nó nói là một người mua được một chai rượu mình đưa được qua Canada với the receipt, nhưng mình phải báo cho cái chỗ mà cái trạm biết là mình đã mua rượu ở tại cái khu vực này, là cái chocolate rồi lắm nha. Nó gọi là cái này là hoa chocolate sữa phải không nè? Sữa ngon nè. Wow, nhìn hấp dẫn không? Cái này bán bao nhiêu? Biết nữa. Anh này anh lấy ở đâu? Đây nè, bán đủ thứ loại chocolate đấy. Em mua cái này cho anh với cho con.
nhìn đẹp, nhìn men thì sao? Hồi đó hả? Ừ, nhìn đẹp. 20, 40, 60, 80. Ngàn đô Mỹ. À, nó thành bao nhiêu? 1,300 mấy chục đồng đô đô của Canada. Tiền Canada. Sau khi mình dừng cái chỗ mà cái shop để đỡ đi phi để mình đổi tiền xong thì giờ chưa mình phải trả tiền để đi qua cái cầu đến Canada. Ở đây hiện tại giờ nhớ lấy 5 đồng để làm. Đây, mình phải trả 6 đồng ngay cái trạm này để mình 6 đồng tiền Mỹ, còn nếu mà tiền Canada là 8 đồng. Em nhớ rồi, là đi đây, 5 đồng à. Cái đường này nó chỉ có 2 len thôi, bên một len cho xe truck, một len cho xe thường. À, chút thôi mình sẽ quay trên cái cầu xuống dưới từ cầu qua Canada cho cả nhà xem. Lên cầu này. Từ nhà mình mà đến cái cầu này á, là chạy xe 30 phút. Rồi từ cái cầu này qua qua tới Niagara Falls thì mình nghĩ chắc có lẽ là 2 tiếng rưỡi. À, nhưng điều nếu mà dừng lại thì nó nha cần gần 3 tiếng. À. Đó, trước mặt mình mấy cái tòa nhà chọc trời đó là thuộc về Canada đó. Cái bảng trên kia là ở giữa cái cầu đó, chia ra hai đất nước, chỉ có một con sông thôi, là nước này nhìn qua nước kia. Cái cầu này nó tu sửa hoài à, vì nó lâu đời lắm rồi. Thường thường có nhiều người ta hay thích đi hầm, nó có cái đường hầm nữa, nhưng điều mình ít khi đi đường hầm vì nó không tiện cho mình phải chạy xa hơn, cho nên mình đi cái đường cầu. Thấy không, thấy construction nó đang sửa không? Nó lúc nào cũng là mình thấy quanh năm đợt nào mình đi mình cũng thấy nó tu bổ và sửa trên. Giờ nó đóng một bên còn cho một bên đi thôi, cũng một len thôi. Đó, trước mặt mình là Canada kìa. Cái thành phố Windsor thì nó là một cái thành phố nhỏ thôi. Nó giống như một cái thị trấn của tiểu bang Toronto vậy đó. Đó, giờ mình đang xuống cầu để tới cái trạm để mà trình báo cho nó về giấy tờ để đi qua Canada. Hồi trước á, mà đi qua thì mình phải có cái giấy chích ngừa, giờ thì nó bỏ cái đó rồi, không cần nữa, cho nên đi đứng qua thì nó cũng thoải mái hơn. Mình đã bấm GPS xong xuôi rồi, nó báo cho mình là thay vì bên Canada này á, là chạy cái nó không cho chạy nhanh giống như bên kia, bên Mỹ. Cho nên ở đây nó tính 237, cái này nó tính 237 mai này là chạy đó, tới đó là 1:37, mà hiện tại giờ là 34 phút, là tính ra là 4 tiếng. Nó tính là 4 tiếng, nhưng điều nếu mà mình chạy nhanh thì nó không 4 tiếng, tại vì bên này nó cho chạy theo cái km thôi, lên đường thôi. Rồi thấy đường Canada vắng không, vắng tanh luôn, xe rất ít. Hôm nay là ngày thứ 6 cho nên chắc có lẽ xe cũng ít. Lái xe thênh thang trên xa lộ Canada, đi rất thoải mái, đường rất vắng. Hôm nay may cái là coi như là 50 mấy độ, 60 độ. Càng về trưa trời nó càng mà nắng lên, tôi hy vọng là tới Niagara Falls nắng lên rồi đi bộ cho nó khỏi lạnh. Giờ mà không đi là bữa là không đi được đâu nha. Bắt đầu tuần tới là bắt đầu nó khí hậu nó trở về lạnh rồi. Nghĩ ăn kẹo không? Đó, ngon không? Đống kẹo vừa ngồi ăn. Chạy mấy tiếng đồng hồ. Nửa tiếng nữa là dừng lại cái thành phố London. Cái thành phố này cũng người Việt Nam mình cũng nhiều lắm. Cũng không phải nhiều nhưng thì cũng có vài nhà hàng Việt Nam. Rồi gia đình ghé lại đó để ăn trưa. Thay vì giờ đây còn là giờ 10 giờ rưỡi sáng. Tới đó là cỡ 11 giờ người ta mở cửa rồi, ghé vào kiếm đồ Việt Nam ăn đi ha. Rồi tới đó rồi quay tiếp cho cả nhà xem. Cái này là thành phố London nha. Nó cũng là một cái thị trấn nhỏ thôi chứ không có lớn, nhưng đều cũng có cộng đồng Việt Nam sống ở đây. Mình vào kiếm nhà hàng Việt Nam để gia đình ăn trưa. In a quarter of a mile. Thành phố London ở đây mình search lên mạng thì cũng có mấy cái nhà hàng Việt Nam.
Bây giờ mình quyết định vào cái nhà hàng già Thuận Kiều hả? À, Thuận Kiều. Thuận Kiều nó mở cửa là 11 giờ, giờ chưa 11 giờ 15 rồi. À, đây vào tới đó thì chắc có lẽ còn mấy phút nữa thôi. Mấy cái thành phố này thì đất thì rộng mà người thì ít. Nó cách xa ở Niagara Falls là cỡ 2 tiếng nữa. Toronto chắc cũng cỡ 2 tiếng hơn. Ăn xong rồi gia đình tiếp tục lên đường chạy đi Niagara Falls. Đây, đây mình đã tìm ra được cái nhà hàng Việt Nam Thuận Kiều Vietnamese Restaurant. Cái này nằm ngay thành phố London. Giờ đói bụng quá rồi, vào ăn là y chang luôn á. Rồi, vào ăn thôi. Đói bụng chưa con? Có. Đói bụng rồi, chắc chắn là giờ trưa mà. Đây là cái menu của nhà hàng rồi. Rất nhiều món nha, mình thấy là rất nhiều món. Thì kêu cái gì coi? Không có biết. Chưa biết. Nhiều món quá không biết món gì vậy? Không thì con muốn thì cái này rất nhiều. Nhà hàng ở đây là mình là muốn order là mình phải viết xuống. Không, con biết đi. Mình phải viết xuống rồi. Trong này nó có cái số này. Con đi. Mình viết xuống rồi mình. Đây là con muốn cái phở thái của con đâu. Đưa cái giấy cho người ta thì người ta mới lấy order cho mình được. Cái nhà hàng này nó cũng lớn lắm nha, sạch sẽ, thấy gọn gàng lắm. Giờ này giờ trưa khách thấy rất là đông. Con mình cứ vô nhà hàng Việt Nam là nó gọi phở, kể cả nhà mình cũng tạo phở để mình thử các cái sản phẩm. Nhà mình cũng bán phở mà nó đi nhà hàng Việt Nam là nó vô ăn phở. Nghe mùi đấy nha, ngó là phở rồi. Sao cảm thấy cái nước sôi ngon, ngon, được lắm á. Không, thì lúc mà đưa ra thì mình thấy có cái mùi phở đậm đậm đà lắm á, đậm đà ngon, nó ngon ngon ngon. Ăn cũng kinh nghiệm lắm đó, bây giờ nó ngon. Yeah. Bánh hỏi. Bánh hỏi. Nó làm cho mình cái này cuốn luôn này, hai cái tiện chưa? À, để sẵn đây chỉ phải cuốn lên ăn. Em đưa lên coi nè, coi như là để trong đó sẵn luôn rồi, bắt đầu mình cuốn luôn. Nó để cái món này em kêu là cái món bánh hỏi. Bánh hỏi nem nướng hả? Nem nướng. À, hấp dẫn lắm. Thịt nướng, nem nướng hay gì đó. Cái này là chưa biết, nhưng điều mình biết được là cái nước phở rất là vừa ăn khi chưa bỏ những cái gia vị kia vào ớt thì biết, nhưng điều mình thấy cái nước phở rất ngon, cái mùi phở rất ngon. Ừ. Không phở thử ăn được. Nhà hàng này là cái nhà hàng tên gì? Là Thuận Kiều. Thuận Kiều. Rồi giờ mình thưởng thức cái món cuốn này trước đi. Để bỏ đây. Mình có cái dĩa cơm nữa, để cứ thôi mình quay cho cả nhà xem. Đói bụng ăn miếng ngon, gỏi cuốn ngon. Ở đây là mình thích cái này chấm với mắm đen mình nó ngon hơn. Ở đây nó không có mắm đen. Vậy nó ngon. Thì đã đời chưa? Ừ. Nó cũng khen nước phở ngon. Ừ. Cái dĩa cơm sườn của mình mới gọi ra nè. Có hai miếng sườn. Gà. Cái này là gà hả? Còn bên này sườn nè. Cái này là bò la lốt này. Cái này là bò nướng này. Còn cái này là chả ha. Nó còn đem lụi. Thêm một cái rau này nữa. Cái bánh tráng nó cũng nhỏ nha. Đây là dĩa cơm của mình có sẵn. Này là gà này, là miếng gà. Này miếng sườn. Đây, miếng gà nha, mình thử miếng gà trước. Gà. Gà mềm. Vừa ăn.
Thank you. Thiếu này. Cảm ơn ơn đã. Nem mình cũng ăn rồi, cơm sườn ăn rồi, giờ ăn qua phở của đứa con của mình. Cái nước phở mình hài lòng, nước phở mình rất ok. Cái nhà hàng Thuận Kiều này á, thì cái món ăn nó không phải là đặc sản lắm, nó vẫn là đặc sắc lắm, nó ok. Nếu mà so ra với một cái thị trấn nhỏ như vậy mà có một cái nhà hàng Việt Nam vậy á, thì mình thấy cũng là ok rồi. Với là nhà hàng này đa số mình nhìn xung quanh thì thấy toàn là người nước ngoài không, chứ không phải cũng có Việt Nam mà ít. Cho nên những cái thị trấn này cũng ít người Việt Nam, đa số người ta sống và bán những cái thức ăn của Việt Nam mình đó cho người nước ngoài. Thì mình thấy cái phở thì cái nước ok, nhưng cái bánh phở thì mình không thích, bởi vì mình thích ăn bánh khô, bánh phở khô hơn. Đó là theo cái suy nghĩ của mình, của cái ý của mình. Còn sườn thì nó hơi khô, gà nó cũng hơi mềm ok, nhưng điều nó cũng nhìn cũng ok chứ không có phải đặc biệt lắm. Đó là cái nhận xét của mình khi mình bước vào nhà Thuận Kiều này. Và cũng lần đầu tiên mình đi vào thành phố London này, cũng lần đầu tiên ghé vào nhà này. Ok. Mình mới trả tiền. Mình sẽ quay một vào cái cảnh của nhà hàng này trước khi mình đi Night of Fall. Tới Niagara Falls. Bye bye London nha. Bye bye nhà hàng Thuận Kiều. Hôm nay ông chủ nhà hàng này cũng rất nhiệt tình, rất là tốt. Phục vụ mình thấy cũng hài lòng. Đây là cái khu vực của nhà hàng Thuận Kiều. Cái shopping center đây. Nào mọi người có dịp tới London ghé nhà hàng Thuận Kiều thưởng thức phở với các món ăn khác nha. Giờ trừ nếu mà mình tới Niagara Falls là cái giờ của nó để này là 2:54. Ôi giọt. Sắp tới Niagara Falls này còn một tiếng mấy nữa. Hai bên lề đường nhìn những cái hàng cây xanh vàng đỏ gì có hết. Không? Có vàng, có xanh, có đỏ. Xung quanh là cánh đồng. May là ngày hôm nay trời khí hậu đẹp. At the traffic light, turn left. Rồi, mình đã tới thành phố Niagara Falls. Trước mặt mình là những building cao lớn, có những cái sông bài. Ở đây có sông bài nha. Xuống thấy nhà hàng nè. Breakfast buffet 10 đồng 99 nè, dinner buffet là 22 đồng 99 nè. Giờ mình đang đi tìm cái khách sạn của mình ở đây. Tối hôm nay mình sẽ ở lại cái Embassy Suite này, trước mặt mình đó, building cao cao này. Cái building này thì sẽ nhìn qua bên Mỹ được, nhìn xuống cái thác nước được luôn. Bye bye cả nhà nha. Hẹn cả nhà như video kế tiếp ở Niagara Falls. Bye bye.